Tâm Giác Ngộ xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại các khán thính giả thân thiết trong video ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Các bạn thân mến, suốt 2 năm trở lại đây, đại dịch Covid-19 đã gây ra nỗi kinh hoàng trên khắp thế giới. Số người mắc bệnh, số người chết tăng lên chóng mặt. Các nhà chức trách phải đau đầu tìm giải pháp cho những vấn đề phức tạp do Covid gây ra. Nhưng mà hết biến thể này chưa qua thì biến thể khác lại tới, khiến cho việc đối phó với đại dịch trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khi mà cả thế giới còn đang phải vật lộn với biến thể Delta, thì Lambda, một biến thể khác, lại nhanh chóng trở thành biến thể chủ đạo tại một số nước và đe dọa bùng phát trên các quốc gia khác. Ghi nhận về loại biến thể này sẽ có trong video sau đây. Biến thể Delta chưa qua, cả thế giới lại phải đối mặt với biến thể Covid mới có tên Lambda. Trong khi cả thế giới vẫn đang vật lộn với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, đặc biệt với sự hoành hành của biến thể Delta, thì sự xuất hiện của biến thể mới Lambda đã làm dấy thêm những lo ngại về diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, biến thể Lambda được phát hiện đầu tiên ở Lima, Peru vào tháng 8 năm 2020. Biến thể còn được gọi là C37 hoặc biến thể núi Andes. Từ ngày 14 tháng 6, biến thể Lambda đã được WHO xếp vào danh mục biến thể cần chú ý, VOI, mức thấp hơn các biến thể cần quan tâm, VOC, như biến thể Delta. Đến cuối tháng 6, biến thể Lambda xuất hiện ở gần 30 nước. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, Lambda đã nhanh chóng trở thành biến thể chủ đạo tại các quốc gia Mỹ Latin. Theo thống kê của WHO, khoảng 81% người nhiễm COVID-19 ở Peru kể từ tháng 4 năm 2021 đến nay là nhiễm biến thể Lambda. Hiện biến thể Lambda đã có mặt ở ít nhất 41 quốc gia. Tại Chile, khoảng 1/3 số ca nhiễm mới ở nước này được phát hiện trong một tháng qua mắc biến thể Lambda. Tại Argentina, biến thể Lambda vốn được biết đến với tên gọi Andina là biến thể phổ biến thứ hai sau biến thể Gamma. Theo thống kê của Viện Quốc gia các bệnh truyền nhiễm Alice Manbran của Argentina, trong số 1.077 mẫu xét nghiệm của các bệnh nhân COVID-19 chưa từng ra nước ngoài, biến thể Lambda chiếm tới 37%. Các nước Mỹ Latin khác như Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Brazil và Mexico cũng đang cảnh báo về sự tấn công của biến thể Lambda. Tại Mỹ, các kết quả phân tích gen cho thấy hơn 1.000 ca bệnh nhiễm biến thể Lambda đã được phát hiện tại 44 bang của nước này. Dù biến thể Delta vẫn đang là mối lo ngại chính lúc này tại Mỹ, nhưng giới chức cũng không ngừng theo dõi diễn biến lây lan của biến thể Lambda. Anh đã đưa ra cảnh báo về biến thể mới Lambda vào đầu tháng 8, sau khi khoảng 50% trường hợp mắc COVID-19 nhiễm biến thể này được ghi nhận trên khắp đất nước. Trong khi đó, Pháp đã phát hiện ca nhiễm biến thể mới Lambda đầu tiên vào đầu tháng 5 năm 2021. Canada, Đức, Tây Ban Nha, Israel và Zimbabwe cũng đã ghi nhận những trường hợp nhiễm biến thể Lambda đầu tiên. Mới đây là ca mắc biến thể Lambda không triệu chứng của một phụ nữ Nhật Bản trở về từ Peru. Mặc dù đến nay chưa thể xác định liệu biến thể Lambda có nguy hiểm hơn biến thể Delta hay không, nhưng tiến sĩ Kei Sato, nhà nghiên cứu cao cấp của Đại học Tokyo, cảnh báo biến thể Lambda có thể trở thành mối đe dọa tiềm tàng với xã hội loài người. Một số chuyên gia y tế các nước cảnh báo biến thể Lambda đang có nhiều biến đổi bất thường và có khả năng kháng vaccine. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để xác định liệu biến thể Lambda có dẫn đến nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong cao hơn hay có thể trở thành biến thể chủ đạo hay không. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường, việc chống dịch song song với tiêm vaccine phòng COVID-19 là những biện pháp hữu hiệu nhất góp phần ngăn chặn sự xuất hiện của những biến thể mới khác của virus SARS-CoV-2. Trước biến thể Lambda, có 4 biến thể SARS-CoV-2 được WHO xếp vào nhóm đáng lo ngại, bao gồm Alpha, Beta, Gamma và Delta, được phát hiện lần đầu tại Anh, Nam Phi, Brazil và Ấn Độ. Trong đó, biến thể Delta được coi là nguy hiểm nhất, là chủng lây nhiễm chủ đạo trên toàn cầu. Thưa các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, biến thể Lambda được phát hiện lần đầu ở Lima, Peru vào tháng 8 năm 2020. Từ ngày 14 tháng 6 vừa qua, biến thể Lambda đã được WHO xếp vào danh mục biến thể cần chú ý.
mức thấp hơn các biến thể cần quan tâm, như biến thể Delta. Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn, Lambda đã nhanh chóng trở thành biến thể chủ đạo tại các quốc gia Mỹ Latin. Hiện biến thể Lambda đã có mặt ở ít nhất là 41 quốc gia. Vì sao biến thể này lại lây lan nhanh và trở nên nguy hiểm như vậy? Cùng theo dõi ý kiến từ phía các chuyên gia trong video sau đây. Đặc điểm gì khiến biến thể Lambda lây lan nhanh hơn với các biến thể khác và trở nên cực kỳ nguy hiểm? Biến thể Lambda lây lan nhanh hơn so với các biến thể ban đầu và tương đối chống các kháng thể do vaccine COVID-19 tạo ra. Biến thể Lambda thuộc dòng C37 được WHO chỉ định là biến thể cần quan tâm từ tháng 6 năm 2021. Biến thể này chủ yếu lây lan ở các nước Nam Mỹ, trong đó có Chile, Peru, Argentina và Ecuador. Theo cơ sở dữ liệu của sáng kiến toàn cầu GSET, biến thể Lambda đã lây lan tới 8 quốc gia Mỹ Latin và 41 quốc gia trên thế giới. Biến thể Lambda gây ra trung bình 595 người chết trên 100.000 người Peru, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất theo đầu người trong đại dịch. Một nghiên cứu của Nhật Bản lưu ý, biến thể Lambda tương đối chống các kháng thể do vaccine tạo ra, qua đó có thể khiến biến thể này là nguyên nhân gây lây nhiễm đột phá. Lây nhiễm COVID-19 đột phá, tức nhiễm COVID-19 ở những người đã tiêm chủng đầy đủ. Chile là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao đáng ghi nhận. Khoảng 60% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Tuy nhiên, trong mùa xuân năm 2021, sự gia tăng số ca COVID-19 đã được quan sát thấy ở Chile. Điều này được nhận định là do biến thể Lambda có khả năng thoát khỏi các phản ứng miễn dịch được tạo ra nhờ tiêm chủng. Nghiên cứu mới được công bố trên BioShip đã nghiên cứu đặc điểm tiến hóa của biến thể Lambda. Các nhà nghiên cứu tiết lộ rằng việc có đột biến ASYLTBGD246253N trong protein gai của biến thể Lambda có liên quan đến việc tăng độc lực. Đột biến này là nguyên nhân dẫn đến sự lây lan nhanh chóng của biến thể Lambda ở các nước Nam Mỹ. Các tác giả của nghiên cứu chỉ ra, hai trong số các đặc điểm virus học quan trọng của biến thể Lambda là khả năng chống lại các phản ứng miễn dịch ở các đột biến ASYLTBGD246253N, L452Q và F490S và tăng cường tốc độ lây truyền do đột biến T76L và L452Q. WHO và các cơ quan y tế công cộng khác đang nỗ lực tìm hiểu xem biến thể này khác với các biến chủng virus khác như thế nào, bao gồm cả việc liệu Lambda có thể lây truyền nhiều hơn và có khả năng kháng vaccine cao hơn hay không. Vào giữa tháng 6, WHO cho biết Lambda mang một số đột biến đáng ngờ, chẳng hạn như khả năng tăng khả năng lây truyền hoặc khả năng tăng khả năng chống lại các kháng thể trung hòa. Một số trong số đó đã được các chuyên gia mô tả là bất thường ở biến thể Lambda. WHO cho biết, hiện tại có bằng chứng hạn chế về mức độ đầy đủ của tác động liên quan đến những thay đổi bộ gen này. Và các nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để hiểu rõ hơn về tác động của biến thể Lambda với các biện pháp ứng phó COVID-19 và kiểm soát sự lây lan. Điểm cần lưu ý là biến thể Lambda vẫn được đánh giá là biến thể cần quan tâm, kém một bậc trong đánh giá của WHO so với các biến thể đáng lo ngại như biến thể Delta. Theo kết quả phân tích gen, biến thể Lambda có 5 đột biến gen mới, trong đó 3 đột biến có khả năng chống lại hoặc trung hòa kháng thể trong vaccine ngừa COVID-19 và 2 đột biến có khả năng thoát miễn dịch mạnh hơn so với biến thể Delta. Điều này làm dấy lên những lo ngại của việc phòng dịch bằng vaccine như hiện nay là chưa đủ và một lần nữa đe dọa tính mạng của con người, thách thức nền y tế toàn cầu. Cùng theo dõi phần tiếp theo trong video hôm nay để biết thêm chi tiết. Biến thể Lambda với tốc độ lây lan nhanh chóng đã đặt ra thách thức mới cho nền y tế toàn cầu. Sina ngày 10 tháng 8 đưa tin, Kim Đông Nhạn, giáo sư Viện Y sinh học thuộc Đại học Công Trung Quốc, chỉ ra rằng biến thể Lambda có khả năng lây lan nhanh hơn so với biến thể Delta.
Theo kết quả phân tích gen, biến thể Lambda có 5 đột biến gen mới, trong đó có 3 đột biến là A, S, Y, L, T, P, G, D, 2, 4, 6, 2, 5, 3, N, 2, 6, 0, L, 4, 5, 2, Q, S, 4, 9, 10, S, có khả năng chống lại hoặc trung hòa kháng thể trong vaccine ngừa COVID-19, và 2 đột biến là T, 7, 6, L, L, 4, 5, 2, Q, có khả năng thoát miễn dịch mạnh hơn so với biến thể Delta. Nhóm chuyên gia y tế Đại học San Andreas, Olivia cho biết, ngoài triệu chứng gần giống các triệu chứng phổ biến của các bệnh nhân COVID-19 như ho, sốt, mất vị giác, mất khứu giác, đau cơ thể và khó thở, người nhiễm biến thể Lambda còn có các triệu chứng liên quan đến đường ruột. Biến thể Lambda của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2020 tại Peru và nhanh chóng lây lan ra 41 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu như Mỹ, Peru, Chile, Argentina, Brazil, Colombia, Nhật Bản, v.v. Tháng 6 năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới đưa biến thể Lambda vào danh sách biến thể gây quan ngại, độ nguy hiểm thấp hơn so với biến thể Delta. Tuy tốc độ lây lan nhanh, nhưng đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ nghiên cứu nào khẳng định các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay không thể chống lại biến thể Lambda. Theo kết quả nghiên cứu của một số chuyên gia y học thuộc Trường Đại học New York, Mỹ, các loại vaccine COVID-19 sử dụng công nghệ mRNA có thể sản sinh kháng thể vừa phải đối với kháng thể này. Do đó, tiêm chủng vaccine vẫn là biện pháp phòng ngừa COVID-19 hiệu quả nhất hiện nay. Ngoài chủ động tiêm chủng vaccine, người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát trùng tay, không tụ tập đông người, tránh để dịch COVID-19 tiếp tục lây lan và sản sinh ra các biến chủng mới nguy hiểm hơn. Việc liên tục xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã đặt ra một thách thức mới cho ngành y tế toàn cầu. Do đó, thời gian tới, ngành y tế thế giới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu để đề ra phương án đối phó kịp thời với các loại biến chủng mới. Đề ra phương án trộn vaccine nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất trong phòng ngừa các loại biến thể mới. Phát triển vaccine có khả năng chống lại loại biến chủng của virus SARS-CoV-2, phù hợp với cơ địa người của người dân châu Á, châu Âu. Đồng thời, các cơ quan quản lý y tế các nước cần chia sẻ kết quả nghiên cứu, chung tay hợp tác phát triển vaccine COVID-19 nhằm tạo hệ miễn dịch toàn cầu.